Xin chào các bạn, tất cả các bạn đã quay trở lại về kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Thì trong quá trình mà mình làm việc thì rất nhận được rất nhiều câu hỏi, đó là lọc gió điều hòa xe ô tô thì khi nào cần phải vệ sinh và khi nào cần phải thay thế. Thì rất nhiều anh em quan tâm đến cái lọc gió điều hòa của dòng xe ô tô. Đấy, thì có thể một số anh em ở trong cái lịch bảo trì bảo dưỡng của xe ô tô thì anh em cũng đều đã nó đều ghi rất là rõ, nhưng có một số anh em không để ý, hoặc là đặc biệt là đối với những anh em mới sử dụng xe lần đầu thì chúng ta không biết được cái lọc gió điều hòa xe ô tô này thì khi nào các bạn sẽ phải khi nào thì các bạn sẽ phải vệ sinh và khi nào thì các bạn phải thay thế. Vậy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thời gian các bạn phải vệ sinh, khoảng bao nhiêu km thì các bạn phải vệ sinh, khi nào thì các bạn sẽ phải thay thế, và cách các bạn phân biệt được hàng xịn, hàng rẻ của tất cả những phụ tùng dòng xe ô tô. Đấy, thì như các bạn đang nhìn trên tay mình đây là lọc gió điều hòa của dòng xe Mitsubishi Xpander và dòng xe Mitsubishi Outrage. Đây là lọc gió điều hòa. Thì tất cả các dòng xe ô tô khác thì nó tương tự như vậy thôi. Lọc gió điều hòa thì cái lọc gió này có tác dụng nó lọc sạch cái công dụng của lọc gió điều hòa thì nó là tác dụng là nó lọc sạch toàn bộ những cái bụi bẩn từ ngoài môi trường trước khi lưu thông vào trong khoang động cơ, trước khi lưu thông vào trong khoang nội thất của xe, đảm bảo cho người ngồi trong xe có một cảm giác thoải mái và cảm giác thoải mái nhất. Đấy, có một cái không khí trong lành, là nó lọc sạch những cái bụi bẩn trước khi để đưa được cái không khí sạch vào trong chỗ khoang nội thất của xe. Thì theo khoảng thời gian thì các bạn biết rồi, môi trường của chúng ta thì rất là bụi bẩn, thì dẫn đến nó bẩn, nó bít kín này, thì cái lượng gió lưu thông vào trong xe nó sẽ giảm đi và dẫn đến ngồi trong xe rất là khó chịu, hoặc là bốc những mùi rất là khó chịu lên, thì lúc đó bắt buộc các bạn vệ sinh. Vậy câu hỏi là trong bao lâu thì chúng ta phải vệ sinh cái lọc gió điều hòa này và khi nào thì chúng ta phải thay thế cái lọc gió điều hòa này? Thì câu trả lời rằng là khi nó không có thời gian cụ thể mà nó dựa vào số km chúng ta chạy càng nhiều, tức là xe vận hành càng nhiều thì chúng ta sẽ phải càng thay thế nhiều. Một ông ví dụ như có một người đi xe cả năm mới có khoảng 10 vạn thì chúng ta sẽ rất là lâu thay, nhưng mà chúng ta chạy xe liên tục và đối với những xe làm dịch vụ chúng ta chạy nhiều thì chúng ta sẽ phải thay nhiều hơn. Ấy, thì theo khuyến cáo của các nhà sản xuất thì các bạn cứ đi khoảng 5.000 km thì các bạn đã phải vệ sinh lọc gió điều hòa này một lần, 5.000 km các bạn vệ sinh một lần, và khoảng 20.000 km thì các bạn thay lọc gió điều hòa. Như vậy là cứ 4 lần các bạn vệ sinh thì các bạn một lần thay thế cái lọc gió điều hòa này của dòng xe ô tô. Tất cả các dòng xe ô tô thì các bạn cứ 4 lần các bạn vệ sinh thì một lần các bạn thay cái lọc gió điều hòa này cho mình. Đấy. Và các bạn đang xem ở trên tay mình đây là lọc gió điều hòa của dòng xe Mitsubishi Xpander, lọc gió và dòng xe Mitsubishi Outrage. Thì đây là hai cái như mình cũng giới thiệu qua, đây là hai cái, thì một cái đây là hàng xịn chính hãng. Hàng xịn chính hãng. Đấy, hàng xịn chính hãng, các bạn nhìn hàng xịn chính hãng. Với đây hàng thay thế, hàng thay thế. Đấy, hàng thay thế. Thì phụ tùng An Việt thì đều có cả hàng xịn chính hãng và thay thế, nhưng theo khuyến cáo của mình thì các bạn cứ nên sử dụng hàng xịn chính hãng. Hàng xịn chính hãng thì bao giờ nó cũng sự đảm bảo về chất lượng, tất cả mọi thứ đảm bảo được tất cả kiểm tra và kiểm định theo đúng tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi. Thì các bạn cứ sử dụng hàng xịn chính hãng là đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối. Đấy. Thì để đảm bảo xe có thể vận hành một cách an toàn và hiệu quả nhất thì các bạn nên sử dụng hàng xịn chính hãng. Đấy, xịn chính hãng bao bì vào hộp đây. Đấy, bao bì vào hộp. Đấy. Thì mình có làm một cái video riêng về cách phân biệt hàng xịn chính hãng và hàng thay thế này, thì các bạn xem trên đầu ngón tay. Đấy, thì mình các bạn xem này, thì là mình để video ở trên đầu ngón tay mình. Đấy, thì là mình cách các bạn phân biệt hàng xịn chính hãng và hàng thay thế. Còn để mua hàng thì các bạn liên hệ với số điện thoại 0913800218 và 0963603466, hoặc là cái phần link mình để ở dưới phần mô tả. Thì đội ngũ kinh doanh của phụ tùng Mitsubishi An Việt sẽ báo giá và tư vấn cho các bạn chi tiết về tất cả các loại phụ tùng này để các bạn có một sự lựa chọn tốt nhất khi mà các bạn mua hàng. Làm sao mà chúng ta có mua được đúng cái chủng loại hàng hóa, đúng với số tiền chúng ta cần. Chúng ta bỏ ra 1 triệu thì các bạn nhận được đúng giá trị 1 triệu, và bỏ ra 100 nghìn chúng ta nhận được đúng cái giá trị của 100 nghìn. Thì các bạn vui lòng liên hệ phụ tùng An Việt. Đấy. Website phụtùngmitsubishi.vn. Đấy, website với mình phụtùngmitsubishi.vn. Chúc anh em thôi, video này mình nội dung mình chỉ chia sẻ một đôi điều về cái khi nào chúng ta cần phải vệ sinh và khi nào chúng ta phải thay thế cái lọc gió điều hòa này. Đấy, thì đây chỉ là một mẫu của một dòng xe thôi, mình còn rất nhiều, tất cả các dòng xe lọc gió điều hòa của xe ô tô thì mình đều có, nhưng mà nó để review hết mà xếp thì nó đầy nguyên cả căn nhà của mình chắc cũng không hết được. Vì vậy là các bạn cần gì thì các bạn cứ liên hệ thì mình sẽ tư vấn và báo giá một cách chi tiết. Đấy, thì các bạn cứ liên hệ theo số hotline của phụ tùng An Việt. Đấy. Đấy. Chúc anh em mua hàng một cách thông thái, nhận được đúng giá trị mà các bạn đúng với số tiền các bạn bỏ ra.
Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mình hiểu biết về tất cả các phụ tùng dòng xe ô tô này, phục vụ anh em một cách hoàn toàn miễn phí. Thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.